Anh em thông cảm chút nha, hàng về không kịp anh em ạ. À quên lộn, đóng hàng không kịp anh em ạ. Đợt này người nó đang thiếu trầm trọng. Đấy, những anh em nào mà đang đặt hàng đơn wifi cũng phải chờ tí xíu nhá. Không gửi kịp anh em ạ. Dòng wifi mới này thì chuyên lắp cho các cái quán game với cả lắp cho cái nhà trọ ấy. Thì cái khả năng chịu tải rất là cao luôn này. Cấu hình mạnh này, chịu tải cao này, chịu tải truy cập này, nhưng mỗi tội là cài nó hơi lâu anh em ạ. Thành ra là phải cài, mà cài anh em sẽ dùng máy tính cài nhá. Mà dùng máy tính hoặc điện thoại đều cài được anh em ạ. Đấy cài được, nhưng mà mỗi tội là không kịp cài để gửi đi anh em ạ. Sorry. Cái dòng wifi này anh em lắp nhá thì chú ý cho mình là nó có hai băng tần đúng không? Là 2.4 với 5G này. Em nhìn này. 2.4G và 5G, nên khi anh em lắp nhá là anh em sẽ tách riêng sóng cho mình, là sóng 2.4 là dành cho hệ thống nhà sử dụng, còn hệ thống camera ấy, hoặc nhà dùng, còn 5G là những thiết bị nào mà cần cái độ sóng, không phải sóng mà tức là cần cái băng thông nó cao hơn thì anh em dùng. Bởi vì nếu anh em để 2.4 nhá thì chạy mắc được 100m, còn để 5G thì chạy mắc được tầm 500-600, như mình test thực tế là chạy được như vậy. Đấy, và chịu tải cao. Nếu anh em muốn mà nhiều thiết bị truy cập ấy, tức là kiểu như là phòng live ấy, phòng liver ấy, mà độ 20-30 máy chạy thì anh em phải chuyển sang cho mình sóng 5G anh em ạ. Và 2.4 chia sóng ra chạy ngon hơn nhá. Bên trong bộ này trang bị cho anh em là hai cục băng tần này, to lắm, toàn ba đầu ngón tay luôn anh em ạ. To vật vã. Đấy, lắp cho nhà trọ cũng ok, mà lắp cho xưởng cũng ok, nói chung là chạy quá tuyệt vời luôn, sóng khỏe. Tách được cả tên wifi nhá. Tức là tạo được nhiều tên wifi, như bình thường em thấy đây nó mình ghi là 16 tên wifi đúng không? Thì thực tế như là chỗ mình lắp thì mình sẽ lắp tầm khoảng 3 tên. Đấy, dùng tầng 1 một tên, tầng 2 một tên, tầng 3 một tên, rồi lắp cho khách dùng vào miễn phí một tên anh em ạ. Đấy, tức là nó sẽ tạo nhiều tên như vậy. Và cái phần tạo tên xong ấy, thì tức là nó chia thành tên để dùng thôi, chứ còn sóng là phủ như nhau anh em nhé. Đi khu vực nào thì sóng nó vẫn là như vậy. Đấy, cái điểm mạnh ở cái dòng này. Còn về cách lắp thì nó đơn giản lắm anh em ạ. Anh em chỉ cần cấp dây vạng cổng ES0 này anh em nhé, cấp dây vạng ES0 này. Đèn nguồn thì không nói rồi, là chuyện bình thường. Nhưng cấp dây mạng cổng ES0 cho mình là xong. Đấy. Mỗi thế thôi. Sau đó anh em chờ 2 cho đến 3 phút là nó sẽ bắt đầu phát mạng như thế này. Đây, em nhìn này. Bắt đầu mạng lên rồi này. Đấy. Sáng đèn nhá, bắt đầu mạng phát này, phát mạng này. Đấy. Phát mạng 2.4 hay 5G thì nó sẽ sáng đèn lên này. Đấy, anh em nhìn rõ luôn. Còn cái công nghệ roaming hay công nghệ mesh thì cái dòng này nó đương nhiên rồi anh em ạ, nó hàng cao cấp mà. Không phải hỏi, chỉ có các cái hàng giá rẻ mới không có thôi, chứ còn các cái hàng cao cấp này thì đều sẽ công nghệ, có công nghệ hết. Mesh và roaming chuyển vùng. Chuyển vùng nhanh, nếu anh em nào nhà lắp thang máy sẽ phát hiện ra nhá. Thì lắp thang máy đi từ tầng 1 đến tầng 5 chẳng hạn, mà anh em lắp 5 bộ mà anh em thấy nó không bị mất sóng ấy, mà lúc nói chuyện trực tiếp này mà không bị mất sóng là ok, là bộ này hoạt động tốt luôn anh em ạ. Cái tính năng rất mạnh của nó, là nhà tầng nó hay dùng cái này.